morning mọi người, hôm nay là mùng 1 Tết. Và bây giờ Tiên vừa mới dậy xong để đi qua nhà bà ngoại để chúc Tết với lại mọi người trong gia đình. Thì hôm nay Tiên mặc cái tầm không phải là áo dài, nó gọi là áo dài cách tân mọi người, rất là cool luôn. Thì bây giờ Tiên sẽ đi nha. Đó là con chó năm ngoái Tiên quay cho mọi người, bây giờ nó lớn như nè mọi người. Bắt lên. Sao? Hello đi. Hello cô chú đi. Tay đâu? Tay. Tay. Nè, tay rồi. Tiền biểu diễn bài Red Trick nè. Xuống. Lại lên, bắt lên. Đây. Đó, ngồi, tôi xuống. Tiền biểu diễn thôi. Mày lên phim là nổi tiếng thôi nè con. Rồi, ngồi xuống, ngồi. Tay. Hay quá. Thì tụi mình đang ở Runam và Tiên có hẹn với lại một người bạn của Tiên vừa bên Úc về, là một bạn rất thân với Tiên từ hồi Tiên học lớp 1. Và bạn này cũng là những người mà giới thiệu Tiên với Thiện. Bây giờ Tiên sẽ... Dạ. Dạ. Mày đang làm cái gì vậy? Nó vẫn vậy vậy mọi người. Ở đây thì có cái món này rất là ngon nha mọi người, tàu hũ hoa. Đó. Bây giờ Tiên sẽ đổ thêm nước dừa. Ở đây có rất nhiều. Ủa, món chết ngon. Đây có nhiều món ngon. Ấy đó rồi. Nhưng em là ngon nhất. Theo rồi. Mày nói gì vậy? Đây có nhiều món ngon nhưng em là ngon nhất. Không má. Sợ quá. Ghê quá. À. Sạch không giờ tay mày sao lắm giờ? Sạch, nó rửa tay rồi. Sạch. 5K. 5K. Good morning. Hello mọi người. Hôm nay là mùng 2 Tết. Hello mọi người. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi qua nhà Kyle chúc Tết. Yes, bây giờ nhà bây giờ tụi mình sẽ đi về nhà ngoại để chúc Tết nè. Và chiều nay mình sẽ đi đâu? Chiều nay mình sẽ đi qua nhà bạn Tiên. Tụi mình sẽ đi qua nhà bạn của Tiên để gầy xong. Để đánh lọt. Ngày hôm qua Tiên đánh được 3 tiếng và Tiên ăn được là hơn 30 ngàn. Có gì Tết này mọi người ăn được bao nhiêu tiền thì mọi người cứ nói cho tụi mình biết nha. Smiley, smiley, little boy, jumping.
cơm dựa hình và hay lao à, công thức chứa thiện. Chứa thiện. Chứa thiện. Có gì chọn? À, cơm này mình sẽ là khi mà cái cơm chiên trứng xong mình trộn với thịt bò nha mọi người. Còn công thức là công thức bí mật. Công thức mọi người coi trên TikTok nha, nhiều lắm. Smiley little boy jumping puppy puppy world, well like a fairy tale comes true. Thì hôm nay là mùng 4 và Tiên vừa mới đi ăn cùng với bạn Tiên và Song. Nay tụi mình có đi ăn hay đi lao cũng như là đi podcast uống trà chiều trà tối. Thì bây giờ Tiên sẽ đi ngủ và ngày mai thì Tiên sẽ có một lịch trình đến văn phòng để Tiên có hẹn với mấy ông anh chị đánh bài. Thì đến đây, chào mọi người, hôm nay là mùng 5 Tết và chỉ còn ngày cuối cùng. Ngày mai là mùng 6 thì chúng ta sẽ phải trở lại với công việc thôi. Thì đây là view của phòng khách ấp rất không quen. Anh nói gì vậy? Mỏng quá. Hôm nay thì đi ăn với gia đình. Sáng giờ cũng đã ủi xong cái đống đồ này. Bây giờ các bạn đang xếp lại đồ đưa trong kho. Gì che gì vậy mấy anh? Đó. Rồi bên này cũng còn đang khá là messy. Bây giờ phải clean up hết tất cả đống này để cho mùng 8 sẽ đẹp hơn. Vậy là cũng đã hết Tết rồi mọi người ơi. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn luôn ủng hộ Tiên trong năm 2021. Tiên biết là năm 2021 là một cái năm cực kỳ khó khăn đối với rất nhiều mọi người. Đầu năm rất là buồn đối với Việt Nam cũng như là trên thế giới. Và Tiên mong là năm 2022 không chúc mọi người gì nhiều. Chỉ chúc mọi người có một năm thật là nhiều sức khỏe cũng như là nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống. Thì để cảm ơn mọi người trong năm 2021 đã luôn luôn ủng hộ Tiên, thì Tiên có một cái giveaway khá là nhiều món đồ mà Tiên muốn giveaway cho mọi người. Thì bây giờ Tiên sẽ bắt đầu với những cái món quà đầu tiên. Thì trong cái lần này cho các bạn ở trên YouTube thì Tiên sẽ giveaway một cái hộp quà từ nhãn hàng Lancôme. Trong cái hộp quà này sẽ có một chai Genifique full size nha mọi người. Đây là một cái chai rất là thần thánh của Lancôme. Và cái chai này thì là cái chai, một cái chai best seller serum rồi. Tiên cực kỳ thích cái dòng này, cũng như là sẽ có kem dưỡng, kem mắt nè, rồi những cái kem dưỡng về mặt và cũng như là về cổ, vùng cổ. Thì các bạn ở trên YouTube sẽ nhận được một cái hộp này. Chưa hết, tiếp tục mọi người sẽ được nhận full các cái mặt nạ trên tay Tiên đây, của AHC, Beauty Diary, Some By Me, Beauty Box, Senka. Rất là nhiều nhãn hàng để mọi người trải nghiệm. Thì tiếp theo là những cái mặt nạ này ha. Rồi tiếp đến, chưa hết nữa mọi người, sẽ nhận được một cây son dưỡng từ nhà Huro. Nếu mọi người chưa biết thì đây là một nhãn hàng chuyên về son dưỡng. Tiếp theo là một cái toner, face toner của Thayers. Đây là một nhãn hàng cũng rất là nổi tiếng. Tiên đã biết rất là lâu từ bên Mỹ rồi, hiện tại cũng đã được có ở Việt Nam. Tiếp theo là hai nhãn hàng. Đầu tiên là tinh chất hoa hồng Rose Serum của Cocoon. Và tiếp theo là một cái Bubble Cleanser của nhà GGG. Rồi, chưa hết nha mọi người. Còn nữa, sẽ có một cái hộp quà cực kỳ là to từ nhà Some By Me. Và trong này thì Tiên sẽ có bỏ vào trong đây ba sản phẩm rất là nổi tiếng của nhà Some By Me. Đầu tiên là một cái mặt nạ Super Matcha Clay Mask. Thứ hai là một cái Propolis bên 5, một cái serum của nhãn hàng. Và cuối cùng là một cái sản phẩm toner
Đây, đây là dòng toner AAA PHA rất là nổi tiếng từ nhà sản xuất Mimi. Thì đây, các bạn ở trên YouTube sẽ được nhận hết từng thứ được tất cả các món quà này từ tiên. Và ở thể lệ tham gia cho giveaway này cực kỳ đơn giản. Mọi người chỉ cần comment cho tiên biết là mục tiêu của mọi người trong năm 2022 là gì. Bước thứ hai là mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của tiên và follow tiên ở trên Instagram nha mọi người, Tiên Lê. Mọi người không cần comment tên Instagram của mọi người nha, tại vì lần trước rất là nhiều bạn comment và đã bị ẩn comment và tiên không thể kiếm được các bạn, cho nên là hiện tại thì các bạn cứ comment những cái điều ước của các bạn, một điều mục tiêu của bạn trong năm 2022 thì tiên sẽ lọc sẵn những cái comment đó trên YouTube và tiên sẽ reply trên thẳng trên comment đó luôn, cũng như là tiên sẽ chụp màn hình và up lên trên Instagram của tiên để thông báo các bạn thắng cuộc. Và tiên sẽ kết thúc cái vlog ngày hôm nay tại đây. Tiên sẽ đăng mọi người thắng cuộc vào ngày 18 tháng 2. Và ok, mong là mọi người đã enjoy cái vlog lần này. Chúc mọi người có một ngày Tết an lành. Và mong là mọi người trong video sắp tới nha. Bye bye.